Chào bạn và bây giờ chúng ta cùng đến với cái ý thứ sáu đó chính là cách để tránh sao quả tạ ở cái phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bốn phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thằng cái thằng định nghĩa của thằng sao quả tạ là gì cái thứ hai là nó mình sẽ xem thử là nó sẽ hoạt động như thế nào và cái thứ ba là chúng ta phòng tránh nó như thế nào và cái cuối cùng là cái mẹo cái mẹo mà mình muốn chia sẻ với bạn thì đầu tiên mình muốn khoe với bạn là hồi tối hôm qua hồi tối hôm qua thôi là mình up lên khoảng đâu đó khoảng gần 100 sản phẩm gần 100 sản phẩm thì sáng hôm nay vào thì đã có đơn rồi đây mình up lên 200 sản phẩm nhưng mà mình chỉ up khoảng đâu đó 8, 86 thôi thì thì sáng ngày hôm nay mình vô thì đã thấy là có khoảng hai đơn hàng và doanh thu là 690.000 thì đó đó chỉ là mới cái cái túi sách thôi nha còn nhiều cách khác to hơn nữa thì không biết nó như thế nào nữa như đó thì như mình nói là cứ làm từ từ từng bước từng bước thôi là sẽ có đơn bây giờ là mình không có hàng để gửi luôn không biết sao luôn chắc là phải phải xem thử là khách nó chắc là inbox cho khách nói với khách là là không có hàng hay là gì đó để cho nó khách nó hủy thôi chứ giờ cũng không biết sao mình sẽ vô thử cho bạn xem thử nha rồi ở đây là mình sẽ vô trong cái giao diện đơn bán nha. Thì có hai đơn đây, một đơn là có ba cái và một đơn là bảy cái. Thì mình sẽ xem thử là khách nó nhắn gì nha. Mình cần gấp tặng công ty, bạn giao sớm mình nhé. Giao hôm nay giúp mình bạn nha. Rồi một khách người ta nhắn tin như vậy, khách tiếp theo là không có nhắn gì hết trơn. Rồi bây giờ mình không biết tìm cái sản phẩm này ở đâu để giao cho khách luôn này cũng chắc là phải tính tới cái hướng là kêu khách hủy đơn giùm đây chỉ là shop test thôi chứ không hoa shop để bán hàng rồi bây giờ chúng ta cùng quay lại trang giao diện người bán nha rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn lên cái cục tròn tròn màu bự cho đây nè chúng ta sẽ ấn xuống cái phần mà thiết lập shop rồi ở đây nó có cái chỗ là hệ thống sao quá tạ này chúng ta click vào và bấm tiếp theo thì đây, đây là cái giao diện của hệ thống sao hỏa tạ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm qua định nghĩa tìm hiểu qua định nghĩa của nó nha. Cái hệ thống sao hỏa tạ có nghĩa là nó sẽ dựa trên cái điểm phạt để nó uh, xét việc tiêu chí của người bán để nó phát hiện ra kịp thời những cái sai sót của mình ví dụ như là mình gửi hàng trễ hoặc là mình không xác nhận đơn ấy thì chắc chắn mình sẽ bị ăn tạ ngay ví dụ như hai đơn mà hiếu vừa vừa xe cho các bạn thấy ấy, nếu mà mình không sẽ nhận đơn trong vòng 1-2 ngày đó thì nó sẽ chiếu một tạ ngay liền à, khi mà chúng ta đảm bảo cái hoạt động xuất sắc ấy tức là không có điểm phạt ấy thì chúng ta sẽ được rất là nhiều cái ưu ái từ shopee thứ nhất là khi mà muốn lên shopee thích ấy, thì bạn bắt buộc phải không bị dính sau quá tạ rồi khi mà bạn không có điểm bị phạt ấy, thì bạn sẽ được nhiều cái quyền lợi hơn từ bên Shopee ví dụ như là miễn phí vận chuyển hay là trợ giá hay là những cái chương trình hay là những cái tắc khe khác nói chung là rất là nhiều chương trình mà từ Shopee nó quan tâm tới chúng ta nhiều hơn rồi một một cái điểm mà đặc biệt hơn nữa là à, nếu mà bạn muốn lên Shopee thích á, bắt buộc á, bạn không được để có cái điểm phạt này thì đó là cái tiêu chí mà bắt buộc khi mà duyệt yêu thích của Shopee luôn rồi bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu nó hoạt động như thế nào nha khi mà ví dụ nha bây giờ cái đầu tiên nó phạt là tỷ lệ đơn hàng không thành công ví dụ như là trong vòng một tháng mà bạn có 50 đơn á mà tỷ lệ thành công không thành công của bạn mà 10 phần trở lên là bạn bị phạt ví dụ một tháng này có 50 đơn đúng không mà bạn có 5 đơn không thành công là bạn sẽ bị phạt một điểm rồi ví dụ như là những cái shop nào mà có hơn 50 đơn trên một tháng á thì những shop đó sẽ bị có những cái đơn mà không thành công mà từ 5 phần trở lên sẽ bị phạt nói chung thì những cái quy tắc này những cái này thì nó cũng hơi hơi nhiều cái rồi tiếp theo là tới một cái điểm phạt khác là cái tỷ lệ giao hàng trễ nếu bạn có 50 đơn nếu mà bạn có bé hơn 50 đơn trên một tháng á, mà tỷ lệ giao hàng trễ của bạn 10% trở lên thì bạn sẽ bị một điểm phạt còn nếu mà lớn hơn 50 đơn trong một tháng á, thì cái tỷ lệ này là 5% rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái tỷ lệ chat nếu mà bạn mà ví dụ như khách mà nhắn tin nó hỏi như thế nào đó mà bạn không trả lời hoặc là bạn trả lời quá lâu thì cái tỷ lệ mà phản hồi chat dưới 40% á, thì bạn sẽ bị phạt một điểm cái này là tính như thế nào cái này có nghĩa là phần trăm tin nhắn chat và trả giá của người bán á, mình phải trả lời trong vòng 12 tiếng kể từ lúc mà khách liên hệ ví dụ như là một giờ chiều nay khách nó inbox nó hỏi cái đó mà đúng 12 tiếng sau mà bạn chưa trả lời thì bạn sẽ bị dính cái này ví dụ một giờ nó hỏi uh, đâu đó hai ba tiếng sau năm sáu tiếng sau thậm chí là 11 tiếng sau bạn trả lời vẫn ok nhưng mà bạn đừng để qua 12 tiếng là được tức là không được để qua một giờ sáng bạn mà để qua một giờ sáng bạn trả lời thì bạn sẽ bị tính vô là bị phạt rồi một cái nữa là cái nội dung chat ví dụ như khi mình tư vấn cho khách hoặc là khi mà mình nhắn tin cho khách ấy, bạn không được trả lời những cái từ ngữ nó gọi là thiếu thùng phong mỹ tục hay là chữ tục hay là thô lỗ chữ này chữ nọ đâu nói chung là mình hạn chế cái việc mà chữ khách thì đó cái đó là cái cách mà nó tính cái điểm ở trên shop của chúng ta rồi tiếp theo nữa là chúng ta cùng tìm hiểu qua, qua cái 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 chỗ mà đăng bán sản phẩm nha nếu mà bạn đăng những cái hàng cấm những cái hàng cấm là những hàng gì ví dụ như ma túy hay là vũ khí hay là những cái hàng mà nó vi phạm pháp luật ở Việt Nam á thì bạn sẽ bị một điểm phạt còn nếu mà bạn đăng hàng giả hàng nhái á bạn cũng bị một điểm phạt nhưng mà Shopee hiện tại nó chưa cái kiểm gì rất cao lắm về cái vấn đề mà hàng giả hàng nhái ví dụ như bạn đăng những cái những cái đồ hiệu ví dụ Gucci hay là Nike hay là Adidas gì đó thì nói chung là cũng không sao hết nói chung là gì chưa khắc khe giống như là bên xe đỏ bên xe đỏ bạn chỉ cần đăng lên một phát thôi là bị xóa sớm ngay liền rồi tiếp theo nữa là bạn có một cái trường hợp nữa là là chúng ta lạm dụng từ khóa thì cái này nó nói chung là nó cũng cũng chưa có gì đâu nói chung thì mình cũng nên hạn chế nhưng mà cũng nên chèn từ khóa vô nhưng mà cũng nên hạn chế một tí rồi tiếp theo là giá ảo ví dụ như là giá ảo thì sao ví dụ bạn nhập cái sản phẩm đó 70 ngàn bạn về bán 100 ngàn nhưng mà tháng sau đó, bên nhà sản xuất đó, bên xưởng đó, người ta tăng giá lên 90 đi thì bắt buộc bạn phải tăng lên mới đảm bảo được cái lợi nhuận lúc này bạn tăng lên thì bị shopee nó sẽ nghi ngờ là giá ảo nó sẽ xóa sản phẩm đó luôn và nó tính một điểm phạt bạn nên lưu ý điều này nha nên là khi mà mình đăng giá ở trên shopee nên mình nên chừa một khoản cho nó rộng rộng một tí nói chung là vừa đủ thôi cũng không quá cao không thấp mình cứ nhăn đô nhăn ba lên xong mình chạy chương trình khuyến mãi mình giảm xuống 30 50 phần trăm như mình chia sẻ video trước ấy, thì là ok chứ mình đừng cái đăng cái giá mà xét sao quá ví dụ cũng có nhiều trường hợp như vậy một hai năm trước á, bạn nhập của nhà sản xuất là 50 nghìn về mình bán trăm nghìn nhưng mà mới mấy tháng gần đây á, nhà sản xuất á, tăng giá lên á, là 80 90 thì lúc này á, một á, là bạn cũng phải bán luôn cái sản phẩm đó hai là bạn xóa bạn đăng sản phẩm khác chứ bạn không được mà tăng giá của sản phẩm đó lên tăng lên là bị xóa ngay nên là mình nói là cứ để giá rộng ra rồi giảm xuống lại chứ không nên đăng giá quá sát so với bên xưởng hoặc bên đại lý người ta bỏ cho mình đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với bạn rồi tiếp theo là không được đăng sản phẩm trùng lập quá nhiều ví dụ như là cái sản phẩm đó bạn đã đăng rồi mà bạn đăng lại nữa thì chắc chắn sẽ bị xóa còn bên sen đỏ thì bạn đăng bao nhiêu cũng được hết nói chung là bên sen đỏ nó nó gì không có gắt gao cái cái phần đó bằng bên ví dụ bên xe nỏ bạn mà muốn chạy từ khóa bạn cứ đăng sản phẩm nó hồi vẫn ok hết nhưng mà bên shopee bạn đăng mà chỉ cần giống giống nhau một tí thôi không đồ ảnh đại diện hay là content giống nhau gì đó thì sẽ bị quy vào là sản phẩm trùng lập và sẽ bị xóa ngay rồi khi mà bạn bị mà bị điểm tạ thì bạn sẽ có một vài cái hạn chế giống như là uh, nếu mà từ 3 cho tới 5 điểm á, thì số lượng bạn đăng sản phẩm cả shop của bạn nó chỉ được 500 thôi nhưng mà hiện tại của mình á, là cái shop mới này á, là được 1.000 lận tức là chưa có điểm phạt gì hết thì bạn được đăng 1.000 sản phẩm nhưng mà bạn bị cái điểm tạ từ 3 cho tới 5 điểm á, thì bạn sẽ được bạn chỉ bị đăng bạn chỉ chỉ đăng được là khoảng 500 sản phẩm thôi mình không thể đăng hơn 500 được nếu mà bị điểm tạ mà trên 6 á, là bạn chỉ đăng được 100 thôi lúc này thì cái số lượng sản phẩm của chúng ta nó bị ngặt nghèo luôn và cuối cái video này mình sẽ chia sẻ một cái một cái ý nhỏ nữa thì bây giờ chúng ta cùng qua tới cái tiếp theo đó chính là phạt hình thức phạt khi mà chúng ta bị 3 điểm của sao hóa tải thì chúng ta không được tham gia các chương trình khuyến mãi của Shopee trong vòng 28 ngày khi mà bị mức phạt á là hai ở mức phạt thứ hai là điểm phạt sáu á thì chúng ta sẽ bị mắc rất là nhiều quyền lợi ví dụ như là vận chuyển nè hay là nó ẩn hết tất cả các sản phẩm của shopee mình luôn nó không cho thấy nó không không cho hiện lên nói chung là rất là nhiều cái thì mình sẽ gửi cái tài liệu này lên trên group trên facebook cho bạn rồi khi mà chúng ta mà khi mà nó mà có bị phạt cái gì đó sẽ hiện điểm ở trên này nó sẽ thay đổi theo màu sắc rồi thì nói chung là cái tài liệu của nó thì mình sẽ đăng lên trên group ở trên uh, uh, trong cái group mà sport ấy thì nói chung là nó cũng hơi dài nên là mình sẽ đăng trong đó luôn để cho bạn tiện theo dõi rồi bây giờ mình sẽ nói một vài cái mẹo của 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 shop nha thì đầu tiên á cái đầu tiên mà mình nhận thấy á khi mà bạn bị sao hóa tạ là bạn sẽ bị rất thiệt thòi ví dụ như khi mà bạn bị một hai điểm sao hóa tạ thì bạn cũng vật chạy được chứ như mình có một shop á, là bị tới 15 điểm luôn 15 sao hóa tạ tức là mình không có khe số đó nhiều nên là bị 15 sao quá tạ luôn và nó ẩn hết tất cả sản phẩm nó không cho chạy chương trình nó ẩn hết tất cả mọi thứ luôn nói chung là mình không bán được gì trên cái sáu nữa coi như là sáu đó bỏ luôn mà để vượt dậy một cái shop bị sao quá tạ rồi thì nói chung là rất là khó khăn khó khăn hơn là chúng ta xây dựng một cái shop mới nên là chúng ta lưu ý hạn chế bị sao quá tạ nha rồi một cái vài hạn chế thì chúng ta nên cập nhật hàng tồn thường xuyên cái đầu tiên là chúng ta nên cập nhật hàng tồn rồi á là khi mà có đơn á, thì chúng ta nên xác nhận trong vòng 12 tiếng hoặc là trong vòng một ngày thôi ví dụ như là sáng có đơn thì xác nhận rồi chiều gửi hoặc là chiều có đơn xác nhận tối gửi đó thì nói chung là nó sẽ lệ cho khách và nó sẽ hạn chế mình bị cái điểm sao quá tạ nữa rồi tại vì á, là nó có đã có cái app bán hàng rồi chúng ta lên app store hay là ch play á, chúng ta tải cái app shopee về chúng ta đăng nhập vào và chúng ta theo dõi thử có ai nhắn tin để chat này nọ hay không hồi đợt mình có đi chơi á, thì trong vòng một ngày mình không trả lời thôi về tỷ lệ chat nó giảm xuống còn 80 mình phải ráng vượt dậy cái trả lời chat đó rồi cái cuối cùng đó là chúng ta nên thường xuyên vào cái trang này cái trang mà hệ thống sau hóa tại là chúng ta theo dõi thường xuyên mà chỉ có một vài điểm chúng ta cần nhớ thôi ví, ví dụ như gửi hàng nhanh là cái đầu tiên nè đóng gói hàng cẩn thận là cái thứ hai nè trả lời chat trong vòng 12 tiếng là cái thứ ba nè rồi xác nhận đơn nhanh và giao hàng nhanh này là khoảng 4 năm cái thôi nói chung mình chỉ cần nhớ 4 năm cái là ok rồi mà cũng không cần phải đọc quá nhiều tài liệu đâu đọc càng nhiều sẽ bị càng rối nên là chỉ cần nhớ bốn 4, 4 điểm đó thôi mình sẽ ghi lại vào bên ghi chú cho bạn xem nha cái đầu tiên là xác nhận đơn nhanh gửi hàng nhanh trả lời chat nhanh 12 giờ thường xuyên cập nhật hàng tồn kho nếu mà bạn nào có kho hàng to thì cứ để cái kho hàng lên 5 10.000 sản phẩm luôn chứ ví dụ còn ăn là nhập về ví dụ nhập một lần 50 cái 60 cái á thì mình cứ nhập mình cứ cập nhật là 50 60 rồi mình phải thường xuyên check cái kho nha. Rồi đây là một có vài điểm lưu ý thôi. Rồi có gì hiếu sẽ cập nhật thêm ở trên group. Rồi chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo nha.